Xin chào tất cả các bác đã trở lại với chương trình giới thiệu review đồng hồ quân cổ đồ châu Âu. Giới thiệu đến các bác đó là một chiếc đồng hồ Cúc Cu. Dạ vâng, các bác nhìn bức tường nhà em toàn thấy lỗ đinh. Dạ vâng, đây là lỗ đinh em khoan tường các bác. Vâng, trên nó nhiều như thế. Vâng, những cái đồng hồ khác nhau anh các bác cũng thông cảm nhìn tạm vậy ạ. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ Cúc Cu với chiều cao tổng thể tính từ trên nóc của mái nhà đây ạ, đến phần đáy của cái tạ này, kéo cao lên một xíu nữa. Vâng, kéo cao một xíu nữa như này. Đây này, đấy, theo tiêu chuẩn như này thì là của em là 60 phân, tức là 60 phân các bác nhé. Đấy, chiều cao như này. Và chiếc này thì là tạ tuần. Đó. Tạ tuần. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái đồng hồ là như sau, đó là nó có phần mái hoanh ở trên này, tức là mái đục các bác nhé. Đây này. Đây là một miếng gỗ người ta đục nhá, chạm trổ để ra cái mái nhà như thế này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, mái trên mái dưới này. Đấy, nhiều bác gọi là mái Thái là đúng như vậy. Rồi. Tiếp đến phần bên trong ô cửa này thì chúng ta sẽ thấy có cái hoạt cảnh, đó là hình lên cửa sổ tí chú chim sẽ nhô ra, và hoạt cảnh các nam nữ nhảy đầm, cái hoa văn họa tiết vẽ tay, số nổi Nam Mã, có chữ là Jack Mali, hàng của Đức Jin. Đấy. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ nhìn thấy hoạt cảnh là đó là hai cây thông hai bên. Rồi cái máng nước, vâng, của cái chú ngựa này, chắc là chú ngựa mẹ và chú ngựa con đi. Đấy. Tay nắp là phần bên dưới là hình lá thông rồi. Và chiếc này thì đặc trưng đó là có phần ngắt chuông đêm. Đấy, chúng ta kéo xuống dưới hết cỡ này sẽ là ngắt chuông đêm. Và nó có một phần ở dưới đó là hình như là đánh ngày ngắt đêm này. Ở đây này, đánh ngày ngắt đêm này. Còn chế độ trên cùng đó là đánh cả ngày lẫn đêm. Đó. Nó sẽ cùng nghe thử qua các bác nhá. Đây xem nào. Đó. Em thử cho hết chế độ lên trên xem nào. Ra xem nào. Đó. 5 giờ thì 5 tiếng chuông, rất hay các bác ạ. Nếu như chiếc đồng hồ này gặp 11 bạn trẻ thì đến 12 bạn thích các bác ạ. Vâng. Mà chúng ta cũng thích thôi chứ không phải là các bạn trẻ nữa. Vậy thì nếu mà chúng ta là bố, vâng, chơi đồng hồ côn cổ, bing bong rồi vai bò các thể loại khác thì em nghĩ cũng nên chiều các cháu nhỏ một cái. Dạ vâng, nó đơn giản thôi các bác ạ. Bố chỉ được, con chỉ được, mà có khi này lại hòa đồng với nhau là có đồng minh. Nhiều khi bà xã mà không đồng ý, con nó đồng ý lại vui đúng không? Đấy, đơn giản như vậy. Đấy, chúng ta nói vui thôi các bác nhá, chứ cần những chiếc đồng hồ này chúng ta sưu tầm mỗi cái trong nhà nó có hay gì mà nó có nét sắc. Đó, 30 phút nó chỉ đánh thế này thôi. Còn em nhớ không nhầm mà gạt xuống giữa là ngắt chuông một nửa. Đấy, còn gạt xuống hẳn thì là ngắt chuông đêm hẳn luôn. Vậy thì đêm có không muốn nghe chúng ta đấy, chúng ta thì nó không có đánh đúng không ạ? Đấy. Tất cả là gỗ thịt các bác nhá, đục chạm trổ bằng tay nhá. Đấy, hàng cổ. Có phần con sơn của đồng hồ này. Đấy, nắp tạ này, quả tạ này. Quả tạ hình quả thông này. Đó, chiều rộng là 31 32, chiều cao là gần 60 tính cả quả tạ. Đấy, mà con ngày thì là tạ tuần rồi, đương nhiên rồi. Đấy, chúng ta muốn gạt lên trên. Đấy. Gạt lên nhà nó đánh luôn. Đằng sau thì nó có một hộp nhạc. Đây là hộp nhạc đánh này. Đó, hộp nhạc. Còn khi nó điểm giờ thì là nó có tiếng cả tiếng chim hót và tiếng gông vòng. Đằng sau có gông vòng. Đấy, các bác nghe tiếng gông vòng keng ấy. Đấy. Đồng thời đánh cả vừa con chim và cả tiếng keng. Đó. Rất đẹp các bác ạ, rất sinh động. Đấy. Và chiếc này thì em bán rất mềm thôi các bác nhá. Em bán 13.900.000 đồng cho tất cả các bác. Bác nào đấy thì xin báo cho em các bác nhá. 13.900.000 đồng cho chiếc đồng hồ này. Đấy, bảo hành cho các bác đó là 3 năm về mặt kỹ thuật. Đấy. Bao zin cho các bác. Và đây là hàng của Đức chuẩn nhá. Hàng ở Đức chuẩn nhá, không phải là hàng nội cộ các bác nhá. Em cam kết đây là hàng Đức chuẩn và hàng này hàng xưa. Nhưng độ đẹp còn rất cao, độ đẹp đến 95-97% độ đẹp, gần như không vết luôn. Màu cũng là màu nguyên bản, em chưa lau dọn gì đâu, em chưa lau chùi màu gì đâu, tất cả màu zin hết. Đấy. Rồi các bác chỉ việc về đó là treo cho nó chạy thôi, không phải làm gì nữa, lau rồi em đã lau rồi. Đấy, rất là hay, sinh động. Đây chính là nó.
chuyển chế độ. Đúng rồi. Và như vậy khả năng của xong em chưa gạt nên là vậy là ngắt chuông rồi. 9 giờ là ngắt, bắt đầu ngắt chuông rồi. Em sẽ cho lên 10 giờ để biết ngay. Đấy, con này sẽ là nút gạt và cho em gạt lên các bác nhé. Đó là 9 giờ đêm nó sẽ ngắt chuông. Đấy, còn chế độ full ngày lẫn đêm vẫn đánh và chế độ là ngắt chuông cả đêm lẫn ngày. Ok, và bác nào yêu mến chiếc đồng hồ Cúc Cu này thì xin liên hệ giúp em các bác nhé. Đấy. Số điện thoại của em đó là 0928538538. Số hotline, còn số Zalo là 0393088528 như trên màn ảnh các bác nhé. Các bác cần hình ảnh thì gọi điện hoặc cái bạn Zalo giúp em số trên đấy các bác nhé. Rồi, một lần nữa em xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Em xin cảm ơn.